Xin chào mọi người đến với kênh Ba và Con Khám Phá Cuộc Sống. Mày. Rồi, ngày hôm nay Vian nhân ngày sinh nhật của Vian, cả nhà dành thời gian dẫn Vian đi đến Atlanta Zoo. Và bây giờ chúng ta Let's go. Go. Rất là nhiều cây, rất là lớn. Đó. Một cây. Mình sẽ quay cho các bạn nhiều cây cổ thụ như thế này. Một cái cây nữa rất là cổ thụ. Hai người ôm không xuể. Thêm hai người nữa. Thêm hai người nữa. Có thể là nhiều người nữa. Wow. Trả tiền cho mình nha bạn. Wow, về đang chụp hình với con gì vậy ta? Ok. Elephant. Elephant. Đây là một cái khu vực rất là rộng và mọi người sẽ ở đây có thể nghỉ ngơi. Đây, mới bước vào trong mình sẽ thấy rất một khung cảnh rất là đẹp. Đó. Tòa nhà rất là lớn ở đây. Đang là dịch bệnh cho nên tất cả mọi người phải đeo khẩu trang trước khi vào. Đó. Và đây mình sẽ get like. Tất cả chúng ta sẽ vào mua vé. Hai hai các bạn anh ơi. Rồi, và bây giờ chúng ta đã bước vào trong khu vực của sở thú. Và điều đầu tiên chúng ta sẽ thấy là những con hồng hạc rất là đẹp. Rồi, trước khi vào thì chúng ta phải scan map. Đây, mình sẽ scan cái map này. Rồi. Mình sẽ mở lên, mình sẽ thấy cái bản đồ của khu vực này. Và đây là cái bản đồ của khu vực sở thú. Bây giờ mình sẽ đi coi con elephant. Và các bạn biết con elephant là con gì không? Không biết. À, con voi đó các bạn. Ok. Con voi tiếng Anh là elephant. Trời. Look at it. Con cảm thấy sao? Rất là vui. Bình thường con voi trong phim con mà. Dạ. Con voi này là con voi châu Phi. Con đây. Voi châu Á là voi gì vậy? Con voi châu Á là lại khác. Nó nhỏ con hơn. Hai. Con voi này rất là lớn. Loài voi này lớn nhất hành tinh. Đây là voi châu Phi nhá bạn ơi. Nó lớn lắm nha. Còn mình ba mình đâu. Đúng rồi mà nó cao lắm. Ba mình đứng có chút ít thì cửa cái ông cái con cái mặt của con gì quê à? Con mơ khác này hả? Nó ngáo ghê luôn á. Ngáo quá. À, con mơ khác này nó coi điện thoại nhiều quá chứ này. Cái mặt con mắt của nó bầm đen nha các bạn. Đây là không thèm cho Halloween. Và khủng lồ luôn nha. Anh chạy đi đâu đó? Lên cao cổ. Let's go. Chạy đang lâu lắm. Đây, khu đà điểu. Ngựa vàng. Em thấy cái đồ ăn của con hươu. Và một con hươu cao cổ. Không biết tại sao nó để lên đó. Wow. Rồi và bây giờ mình đang chụp hình chung với bà ngoại nha. Bây giờ mình sẽ đi mua đồ ăn nha bạn. Ok. Đã có đồ ăn rồi. Nhìn nào năng lượng không? Yeah. 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 Ăn xong rồi bây giờ mình đi chỗ khác nha các bạn. Bây giờ let's go. Oh, một em sóc con. Con sóc nhỏ xíu các bạn ơi. Vô con. Okay, hold on.
Bây giờ con khỉ con hả? Dạ. Khỉ mẹ trên kia ra. Bắt tao ta không? Khỉ mẹ trên kia còn khỉ con á kìa. Khỉ mẹ kìa. Ở trong hình là nó có râu mà sao mà nó không có râu? Ồ, con đó là mình nhìn chưa thấy nó, chuẩn bị nó sẽ xuất hiện thôi. Quá trời chim luôn nha các bạn. Đây. Đây, con chim đây. Rất là gần gũi nha các bạn. Hình như là khứu. Này. Nó cách mình giống. Wow, rất là dạng nha. Rất là dạng nha. Wow, đẹp quá. Và đây, chào màu. Chào màu Bắc Mỹ. Rất là thân thiện nha, mình đứng gần nó nè, đứng gần có chưa được một feet, rất là thân thiện luôn đó bạn. Ồ, có con chim đang đẩy nè các bạn. Giờ đi, chân công là con gì các bạn biết không? Không. Tinh công á là mình cũng không biết đâu. Bây giờ chúng ta đến khu vực của con kinh công, nhưng mà phải get like vì đang là mùa dịch Covid. Okay, bên chúng ta lên. Yeah. Đang trầm tư không biết anh ta đang suy nghĩ điều gì. Wow. Thấy nhìn thấy chán liền rồi các bạn ơi. Hai bạn đang giận nhau, không nói chuyện. Ngày hôm qua chắc anh này đang đi chơi nè, đi chơi không về nhà ăn cơm với vợ. Giờ bà vợ đang giận rồi đó. Lỡ mũi hình trái tim à? Lỡ mũi hình trái tim hả? Đi là lỡ mũi hình trái tim còn. Còn cái ngực. Cái đèn của nó nè. Ngày bớt đề của mình mà hay bị bớt đề của nó mà ăn cái bánh kem là một cái dừa còn cái nén á là củ cà rốt. Ôi, và bây giờ hai cho con sẽ đi đến khu vực của những chú gấu. Mình sợ gấu không? Đó nè, có một chú gấu. Chú gấu nhỏ thôi. Nè, gấu nhỏ nè. Cái chân đụng đầu nha gái. Tới khu của con gấu mẹ nha bạn. Đó, đây là con gấu mẹ nha, chắc nó mới đi chợ về đó. Nè, nó có ăn thịt không vậy? Mình đâu có chọc nó đâu sợ. Khi nào mình chọc nó thì mình mới bị ăn thịt. Mình không chọc nó là mình được rờ hay là sao? No, không được rờ nó là thú dữ mà. Thú dữ nó ăn thịt hả? Đúng rồi, mình đừng có chọc nó nha. Rồi bây giờ mình đi. Đang rất là buồn. Tại sao con buồn? Tại sao con buồn? Tại sao buồn? Rồi. Mình sẽ đi review ở bên đời nha các bạn. Bên đời là ở thú dữ nha. Rồi, gấu đang ăn lá trúc, gọi là gấu trúc. Đó. Rồi và ở đây có một khu ăn uống nha các bạn. Rồi đi mệt thì xuống đây ngồi nghỉ. Rồi và chúng ta lấy năng lượng và đi tiếp. Đóng lứa à các bạn ơi. Đây là một khu nghỉ cũng rồi nha các bạn.
Đi ra. Wow, Vân sợ không? Không. Sao vậy? Mình giả không mà sợ gì. Ghê, mạnh mẽ quá. Người thiệt mới sợ chứ. Rồi, mình sẽ đi gặp con nhện thiệt nha. Con muốn gặp con nhện thiệt không? Nhện kia có ngoài lỡ không? À, nó bự gì nè. Mà nó trong kiến hay là nó đâu? Nó ở ngoài vậy đó, nó dí theo con luôn. Con chạy nhanh lắm. Ok, vậy đi gặp thôi. Ủa sao con đi có một chân vậy? Nó đang co một chân lên á. Nó mỏi, lát nó thay chân khác. Đó, thấy cái chân chưa, thấy cái chân chưa? Thấy cái móng không đó. Cái móng không đâu, đâu có thấy cái chân đâu. Thì đó, nó chưa thả xuống. Thả xuống đâu giờ mới thả xuống chạy. Chắc tới tối nó mới thả xuống á. Thì chắc tới tối á. Ok, thôi mình đi chỗ con khác nha. Chúng ta đang đến với khu vực của chim đại bàng, một loài chim biểu tượng của nước Mỹ. Wow, đại bàng cổ trắng. Eagle. Đây là con eagle. Google. Không sợ, con Google à? Eagle. Eagle. Rồi chỉ eagle cho các bạn xem. Yeah. Đến với khu vực của những chú dê nha các bạn. Có con dê núi màu đen kìa. À, còn con này là con dê nè. Vây hình tuổi con dê luôn đó. Con lạc đà nha bạn. Đây là con lạc đà Nam Mỹ. Lạc đà và đây là con lạc đà màu trắng. Wow. Rồi nó mạnh hơn đó, khu vực heo rừng nha bạn. Wow. Còn hay là mẹ cũng nghe tao nói nên giống con lạc đà dưới này. Heo rừng nha các bạn. Bây giờ mình chơi đu quay nhỏ bạn. Rồi bây giờ tới khu trò chơi của Vian. Mình vô trong này chơi cùng ba nha. Mà ai cũng đi hết rồi thì có ai chơi. À, giây phút này là Vian vui nhất trong ngày. Ba có vui không? Vui chứ, con vui là ba vui hết á. Yeah. Con buồn là ba buồn. Đúng rồi, con buồn là ba buồn, cho nên con phải lúc nào con cũng phải vui nha. Đúng. Con buồn là ba buồn. Đúng. Rồi. Bây giờ mình chơi xong cái này, chúng ta sẽ đi tiếp tục. Yeah. Hai. Chạy được nhiều lần quá cái này. Khu vực này dành để chơi những trò chơi mạo hiểm nha các bạn. Wow. Con nít Mỹ nó khác nít Việt Nam chỗ đó đó. Nó chơi coi như là bất cứ những trò chơi bạo lực nào, mạo hiểm nào. Cảm ơn các bạn đã coi hết video của mình. Nhớ cho một like, đăng ký chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ nhấn vào cái chuông. Nhấn là đăng ký và nhấn vào theo dõi nha. Rồi và bây giờ thì bye bye.